Hello các mẹ, mình là Thúy Mô Dung đây. Nhiều mẹ khi mua bình Hegen cho con sẽ thấy bao bì có hai loại mác tiếng Hàn và tiếng Việt, nên thắc mắc đâu là thật đâu là giả thì cả hai đều là hàng thật mẹ nha. Tất cả Hegen chính hãng đều được sản xuất tại Malaysia, phân phối về nước nào thì sẽ có tem phụ của nước đó. Với Hegen phân phối từ Hàn Quốc thì là hàng xách tay, có mã dập ở bên cạnh kèm tem phụ tiếng Hàn. Với Hegen phân phối tại Việt Nam thì được kiểm soát rất nghiêm ngặt, tem chống hàng giả có thể quét QR code hoặc các mẹ nhắn tin theo hướng dẫn thì sẽ check được nha. Tem phụ Hegen Việt Nam sẽ dán dưới đáy và có đủ thông tin size, loại núm, giá tiền và công ty nhập hàng. Dù phân phối về Hàn hay Việt Nam thì chất lượng của bình Hegen không khác nhau. Hegen là một trong những thương hiệu được các mẹ tin dùng và được các con yêu thích. Link mua sản phẩm chính hãng mình để ở đầu trang nha. Các mẹ có thắc mắc gì thì comment nhé. Cảm ơn các mẹ đã xem hết video ngày hôm nay.